Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 30 luyện tập. Bảy ra từ 5, 1 2 3 4 5 6 7. Bảy ra từ đây, đây là bảy ra từ danh 5 này, 1 2 3 4 5, vậy còn là 1 2. Nó ra trừ là chúng ta gạch ra, được. Chúng ta gạch nè. 8 ra trừ cho 7, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta trừ cho 1 2 3 4 5 6 7 vậy còn lại là 1. 10 ta trừ cho 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ta trừ cho 1 2 3 4 5 6 vậy còn lại là 1 2 3 4. Và là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ta trừ cho bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 ta trừ cho 8 là bằng là 1. Cộng 1. 8 ta trừ cho bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta trừ cho 1 2 3 4 5 6. 8 trừ 6 là còn lại là 1 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Ta trừ cho 1 2 3. Còn lại 1 2 3 4 5 6 7. 10 ta trừ cho 3 là bằng 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Nấu thay mẫu. 8 ta trừ cho 7 còn 1. Như vậy là cái lá thư này vào cái thùng thư này. 9 ta trừ cho 5 là bằng 4. Như vậy là cái lá thư này vào cái thùng thư này. 7 ta trừ 4 là bằng 3, cái này vào đây. 9 trừ 4 là bằng 5. Cái này vào đây. 10 ta trừ cho 5 là bằng 5. 7 trừ 5 là bằng 2, cái này vào đây. 6 trừ 3 là bằng 3, cái này vào đây. 8 trừ 4 là bằng 4, cái này vào đây. 10 ta trừ cho 8 là bằng 2, cái này vào đây. 7 trừ 6 là bằng 1. Rồi, cái này chúng ta vẽ. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, tính 6 trừ 6 là bằng 0. 9 trừ 9 là bằng 0. 6 trừ 0 là bằng 6. 9 trừ 0 là bằng 9. 7 trừ 7 là bằng 0. 10 trừ 10 là bằng 0. 7 trừ cho 0 là bằng 7. 10 trừ 0 là bằng là 10. 8 trừ 8 là bằng 0. 0 trừ 0 là bằng 0. 8 trừ 0 là bằng là 8. 5 ta trừ cho 0 là bằng 5. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết phép tính tích hợp với mẫu tranh vẽ. Rồi ở đây thì trên cái bàn này có một số cái và bạn này đem đi một số cái. Như vậy đây là đem đi thì chúng ta sẽ trừ, được không? Là chúng ta đếm hết tất cả này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 này ta trừ đi cho bao nhiêu đây? Đếm lại 1 2 3 4 5 6 7, 10 ta trừ 7 như vậy ở đây là còn lại là 3 cái. Được. Chúng ta qua trang tiếp theo. Chúng ta qua bài B chứ nhầm. Bài B thì cái này là có một số con cá sấu nằm trên bờ đang thư giãn. Một số con này đi xuống dưới này. Được không? Đi xuống thì chúng ta sẽ trừ ra. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con cá sấu mà hết xuống hết 4 con. Được không? 1, 2, 3, 4 xuống dưới nước hết 4 con. Vậy còn trang bờ là chúng ta sẽ còn là 4 con. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.